Chào tất cả bạn, em tên là Nguyễn Hồng Phong, sinh viên khóa 1 lớp 21 Đại học EX. Thì trong buổi học vừa rồi thì bọn em đã được học về keyword wisdom trong bộ 6 con người, 6 con người khác chúng ta. Đó là thì wisdom nó là một trong những con người nó mang tính đó là sự đầu tiên của con người. Thì wisdom theo tiếng Anh, cái gì tiếng Việt nó có rất nhiều nghĩa, có thể là cái sự minh triết, sự thông minh của con người, sự trên thông thiên văn dưới tường địa lý, có thể là trí tuệ này, có thể là sự sáng suốt, thì một cái sự hoạt bát trí não rất là tốt của con người. Và nó có thể nói là đó là một cái khả năng suy nghĩ cũng như là hành động. Khi mà sử dụng những cái kiến thức chúng ta đã có sẵn trong cuộc sống, chúng ta đã được học, chúng ta đã có sách báo, có tivi và mọi thứ chúng ta có thể học. Và cái sự cái trí tuệ này thì nó gắn liền với cả những thuộc tính như là cái sự phán đoán tốt này, lòng vị tha này, trắc ẩn này. Từ đó thì chúng ta có thể tạo ra nhiều kinh nghiệm cho bản thân và cái sự linh động trong trong suy nghĩ là một cái thứ rất là gọi là tuyệt vời của sự minh triết này. Thì trong buổi học vừa rồi thì bọn em đã được thầy hướng dẫn và cũng như là đưa ra rất là nhiều những cái ví dụ rất là hay về cái trí tuệ này. Thì trí tuệ sinh ra từ trong bộ não của con người, và rõ ràng là cái bộ não con người thì nó được cấu tạo từ rất nhiều những neuron thần kinh, và từ đó sinh ra những cái suy nghĩ và những cái sự thấu hiểu sự việc, sự vật, hiện tượng, tất cả mọi thứ chúng ta có thể suy nghĩ được thì đó là do bộ não chúng ta. Và cái bộ não này thì nó rất là quan trọng, bởi vì nếu chúng ta không biết cách để làm thế nào cho bộ não chúng ta hoạt động tốt thì rõ ràng người đấy là một người không thông minh, và người đó sẽ bị lệ thuộc quá nhiều rất nhiều vào người khác, và người khác nói gì thì người ta làm theo đấy, và họ không có cái chính kiến gì của chính mình cả. Thì theo như người La Mã cổ đại thì cái trí tuệ được nhân cách hóa bởi vị thần tên là Minerva hay là thần Pallas, và nó đại diện cho những cái kiến thức khéo léo và các đức tính, đặc biệt là sự trong trắng, biểu tượng của cô là con thú, con cú vẫn còn đại diện phổ biến trí tuệ, bởi vì nó có thể nhìn thấy trong bóng tối, và đó là cái sự của bên người La Mã cổ. Còn trong đạo Phật thì cái sự phát triển trí tuệ đóng vai trò là một cái bộ não, một cái thiện điều hành trung tâm, và nó được các sách kinh này cũng như là nó hướng dẫn toàn diện về cái cách phát triển trí tuệ là như nào. Trong truyền thuyết của người Inuit thì sự phát triển trí tuệ là một trong những mục đích trong việc giảng dạy. Một trưởng lão Inuit còn nói là một người trở nên khôn ngoan khi họ có thể nhìn thấy được những gì cần phải làm và thực hiện thành công được những điều mà họ phải làm. Và trong buổi học vừa rồi thì em đã được hiểu được là làm sao để chúng ta có thể rèn luyện một cái trí tuệ ở một cái trí não, một cái bộ não tốt. Thì đầu tiên là chúng ta phải khỏe, phải là một người khỏe mạnh. Thì trong cái việc tuyển chọn nhân lực thì người có sức khỏe là người được gọi là được lựa chọn, là một tiêu chí rất là cao trong việc tuyển chọn nhân sự, bởi vì người khi mà họ không khỏe mạnh thì rõ ràng là não bộ hoạt động cũng không tốt, và khi não bộ hoạt động không tốt thì
những công việc họ làm chắc chắn là nó sẽ không đạt được kết quả cao, bởi vì rõ ràng là họ không nói họ là một người có trình độ không thấp, trình độ thấp mà có thể kiểu hiểu như một cách đó là họ được giao việc nhưng cái suy nghĩ của họ rõ ràng là không thể bằng được những người khác, bởi vì họ là một người luôn mệt mỏi, họ làm một lúc họ đã thấy mệt rồi thì làm sao mà có thể hoàn thành được công việc một cách tốt nhất. Thì đó là một tiêu chí để chúng ta có thể rèn luyện được cái trí não tốt, đó là có một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai. Và tiêu chí thứ hai đó là cách chúng ta được học như thế nào. Thì một người bình thường khi họ không biết nhiều về cuộc sống thì họ là một người rất là trầm tính, và họ còn không nghĩ gì cơ chứ. Nhưng thường có nhiều người họ trầm tính nhưng họ vẫn còn có suy nghĩ và họ vẫn có ý kiến riêng của mình, nhưng nhiều người họ trầm tính bởi vì họ không biết một cái gì cả nên là họ cũng chỉ ngồi im thôi. Thì đó là cũng là một biểu hiện của sự sự minh triết, sự trí tuệ. Một điều nữa đó là khi chúng ta học thì chúng ta phải lưu lại cái những gì mình đã được học, bởi vì mình nghe thầy giảng, mình thảo luận hay là làm gì đó, một cái suy nghĩ gì đó mà chúng ta không viết lại thì rõ ràng là chúng ta đi ra khỏi phòng hoặc là một ngày hôm sau chúng ta có thể quên luôn được, nhưng chúng ta lưu lại trong quyển vở thì ngày mai chúng ta vẫn lật lại xem được, ngày kia vẫn lật lại xem được, một tháng sau chúng ta bỏ cái sách ra chúng ta vẫn đọc, vẫn có thể nhớ được là chúng ta đã học được những cái gì. Và cái điều đó cũng rèn cho con người chúng ta trở thành một cái đức tính, đó là tập trung. Cái sự tập trung là rất là quan trọng, bởi vì một người bộ não chúng ta ví dụ có khoảng 100% thì chúng ta cứ nghĩ một lúc làm việc này, nghĩ một lúc khác làm việc khác, nghĩ điều điều khác, nghĩ điều này nghĩ điều khác mà không tập trung. Trong học thì chúng ta lại không tập trung học mà lại nghĩ đến cái khác, nghĩ đến rất nhiều thứ, nên là cái phần trăm não bộ chúng ta hoạt động nó sẽ không tập trung vào cái việc học mà tập trung quá nhiều thứ khác, nên là chúng ta không thể làm thế nào mà có thể đưa được cái bộ não chúng ta trở nên tốt nhất, hoàn thiện nhất. Có một câu chuyện thầy kể trong buổi học, đó là một người Nhật, ông ấy ngày xưa ông ấy không giỏi từ xuất phát điểm, nhưng mà ông ý làm một việc, ông ý làm gốm, và ông ý là có cái triết lý của ông ấy khá đặc biệt, đó là làm đi làm lại, làm đi làm lại, làm đi làm lại, làm đi làm lại, làm rất nhiều lần như vậy thì ông ý cuối cùng đã làm sáng tạo ra được một loại gốm vừa chịu được nhiệt tốt mà nó vừa dẻo mà nó có thể làm được rất nhiều hình thù và không bị hỏng, không bị nứt, không bị dễ vỡ mà còn chịu nhiệt tốt. Đó thì là cuối cùng là ông ấy thành công do cái cách ông ấy làm đi làm lại, ông ấy cải tiến đi cải tiến lại. Học rồi xong ông ấy áp dụng vào không được, ông ấy lại làm lại bằng một cách khác hoặc là một cái ông ấy thay đổi một chút cái công thức của ông ấy. Và cuối cùng ông ấy vẫn thành công và ông ấy trở thành người triệu phú, tỷ phú người Nhật. Thì đó là một điều rất là đáng học tập, bởi vì cái sự tập trung nó đưa bộ não con người lên một cái đỉnh rất là cao, nó rất là phiêu, và khi chúng ta đã tập trung rồi thì chúng ta nghĩ về nó 100% nghĩ về nó thì quả thật là rất là dễ thành công. Và cái ý tưởng của họ thực khi mà họ đã tập trung rồi thì rất là kinh khủng, chúng ta không thể biết được là họ sẽ làm được những cái gì. Và chúng ta cũng vậy, sinh viên học sinh hiện tại thì thường bị rất nhiều thứ chi phối, cho nên là cái chúng ta phải khi chúng ta đã được học rồi thì chúng ta hãy nên nên tập trung trong cái quá trình học và tìm hiểu một cách sâu sắc nhất về một vấn đề gì mà không nên từ bỏ sớm. Chúng ta học rồi chúng ta lại học tiếp, học chưa hiểu học lại, học chưa hiểu học lại đến khi hiểu ấy thôi, mặc dù nó có thể chậm nhưng mà cái việc chậm của chúng ta mà tập trung vào thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều những người khác học cái này và học cái khác, học cái này học cái khác mà nó không tập trung. Thì đó là cái việc
thứ ba chúng ta có thể làm để cho cái bộ não chúng ta trở nên tốt, hoạt động tốt. Điều thứ tư đó là chúng ta có thể dùng cái việc khách quan, đó là chúng ta nghe nhạc có những cái sóng kích não hoạt động tốt hơn. Những cái sóng đấy nó làm cho cái tần số não chúng ta được biến đổi rất là linh hoạt, và nó tốt cho cái bộ não chúng ta. Khi mà chúng ta suy nghĩ hay chúng ta làm việc gì đó, chúng ta nghe cái nhạc có cái sóng alpha cao, sóng alpha thì nó làm cho não bộ chúng ta hoạt động rất là chuyên chu, và nó không hề bị không có không không bị một cái tác hại xấu gì nó ảnh hưởng đến não cả. Và vừa rồi thì mình đã được chia sẻ những gì mà mình đã học và tìm hiểu ở bên ngoài về cái keywords wisdom, cũng như là cái trí sự trí tuệ của con người, và làm thế nào để rèn luyện cái bộ não chúng ta hoạt động tốt hơn. Và những điều đó rõ ràng là làm được, và chúng ta nên làm những điều đó để chúng ta trở thành một con người có cái suy nghĩ tốt, có sức khỏe tốt và làm được nhiều điều tốt. Cảm ơn tất cả các bạn.